Cả nhà. Dạ hi. Good, thank you. How are you? I'm well, thank you. Hả? Cái này hả? Bubble tea hả? Ngon quá à. Quá trời ngon luôn á. Út hay uống đây không em? Ít. Sao cái chân trống không lên ta? Nó nằm ở trên nè. Cái gì xuống. Ngon lắm cả nhà. Nó rất là vừa uống luôn á. Này cái tiệm cũng đẹp. Ở đây á là cái siêu thị, là cái mall á, ở gần nhà em gái của em á, là nó lớn nhất Canada hả Úc? Dạ. Lớn nhất Canada luôn cả nhà. Edmonton. À, lớn nhất Edmonton là cái tỉnh của em gái em ở. Mà khách du lịch tới đây á là đa số người ta lại đây mua đồ. Ra đây nè là có cái chợ của người Tàu. Cái này người Tàu ở Việt Nam, người Tàu. Đây nè cả nhà, có con rồng nữa phải không? Có con rồng nè. Đấy, có cái chợ nè, chợ này gọi là TNT. Bây giờ á, sắp tới giờ đóng cửa rồi cả nhà ơi. Đó. Trời ơi, hôm nay á mình á đi coi cái đấu trường hả, sợ muốn chết luôn á. Trời ơi, người ta đấu nhau á, người ta đánh nhau á, trời ơi kinh khủng khiếp luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình đi vô chợ mua cái gì ăn để ngày mai á làm đi ra cái hồ để nướng đồ ăn chơi. Bây giờ đi xuống đây, đi vô này cả nhà. Chợ nè. Chợ á. Bây giờ là 9 giờ đêm. Ở bên đây á họ sắp tắm cửa rồi. Chắc 10 phút nữa thôi ạ. Bên kia ai chưa mua thì phải tranh thủ đi mua. Ai chị. Hai chị Nhật. Dạ. Mua lên thăm em. Chị Nguyễn Huệ à? Dạ, Nguyễn Huệ đó, cái phần ăn đó. À dạ. Em tuân tự đây em đi. Ồ, Nguyễn Huệ. Em đang dạ. Sorry. Dạ, Nguyễn Thuận An. Nguyễn Thuận An là được kêu nhiều lắm á. Dạ, lâu mai chị đi làm. Dạ, mai đi làm. Dạ. Chị nhìn đẹp á. Giọng Tây. À, chị làm chung với tiệm em gái của em mà chị là người Huế, cùng quê với em luôn á cả nhà. Chị nói tiếng Huế. Hi, xoay lại coi người mẫu mua được cái gì chưa hả? Sao vậy, mua cái gì ạ? Nho hả? Nho này ở Việt Nam mắc lắm đó nghe. Ôi, nho là nho của Korea mà. Vậy đó hả? Ừ. Trời ơi, sầu riêng ở đây bao nhiêu? Chứ mắc dễ sợ. Một pound là 10. Sầu riêng mấy chừng 5 trái thôi. Lấy 5 trái là nghèo luôn á, mạt luôn á. Lấy 5 trái là hả, ăn là phỏng miệng luôn á cả nhà ơi. Mắc lắm. Đó, mình đi vòng vòng á, Út nhà em nè. Đó, Út nhà em á. Trời ơi, nó đòi lên xa lăng của mẹ nữa. Nó đòi em. Nó đòi em kéo nó này. Cả nhà chịu nổi nó không? Giờ những đi làm về nó bê lắm rồi, em mệt lắm rồi. Ngon không? Ngon không? Hả? Ngon ha. Quá ngon ha. Tôm cá thịt gì đây cả nhà ơi. Người ta cất hết rồi. Cá vô hồn nè. Còn cua nè. Cua này là cua Canada nha cả nhà. Cua này cũng không mắc đâu. Cua Canada ăn thì em không biết sao mà em thì thích, tại nó không tanh lắm, nó là cũng là có biển á. Còn là tôm nè, tôm càng nè, cũng mắc lắm á. Trời ơi, sợ quá.
võ đài vậy đó. Trời sợ quá. Ô, sợ quá. Ô, cả nhà ơi sợ quá. Ô. Thank you.